Em xin chào các bác nhá. Hôm nay mùng 1 đầu tháng nhà em xuất lẻ 16 tấm pin GCL450, lấy cái lô hôm vừa rồi nhà em trở về công ty đấy. Thì bây giờ nhà em đang vệ sinh lại để xuất lẻ cho một bác ở dưới Quảng Ninh các bác nhá. Cái pin GCL này là cái pin người ta lắp ở trên, tức là chủ đầu tư với cả nhà thầu ấy là kéo về một cái công ty nhựa ngoài Hà Nội để lắp đặt trên những cái mái đấy đấy. Nhưng mà do về vấn đề tài chính là hai bên đều là không thống nhất được, mà để ở ngoài trời cả 8 tháng rồi đấy, để ngoài trời nhưng mà họ cũng đậy bạt, nhưng mà lâu ngày thì nước nó vẫn ngấm các bác nhá. Đấy, đây này em để quay chi tiết các bác này, rất bẩn này đấy. Những cái này thì nó là vỏ giấy nhá, cái bề mặt bên trên ấy. Đấy, nhưng mà bên ví dụ khi lấy là nhà em cũng sẽ vệ sinh qua một cái là nó sạch thôi nhá. Đây. Thì cũng đang vệ sinh thì nó cũng sạch sẽ đây các bác nhá. Đấy, cũng lau giấy thì nó lau cũng dễ thôi. Cái này là cái giấy thì lau đi cũng sạch. Đấy. Còn đây là hơi nước các bác nhá. Đây là hơi nước đấy. Đấy, này hơi nước này lau đi là nó sạch. Đây các bác có thể thấy những cái chỗ lau rồi thì nó sạch này đấy, bởi vì nó chỉ là hơi nước thôi, mà hơi nước với cả bụi những cái kiểu dạng bột giấy ấy, nó mưa sau rồi nó chảy xuống nó bụi thì lau thì cũng hết đấy, cả ngay như trên khung này ngay như trên khung đây thì lau nó cũng hết này đấy. Còn đây là GCL nhà em thấy đang bán giá là 6.200 một watt nhá. Đấy, giá 6.200 một watt. Thì nhà em có kho ở quận 12 trong Sài Gòn ấy, thì một tuần nhà em có 1 đến 2 chuyến vào trong đấy. Thì các bác cứ cộng cho em thêm 150.000 tiền phí vận chuyển một tấm nhá. Đấy, đây ạ. Mặt hàng là hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, hàng chưa sử dụng luôn ạ. Đây ạ. Đấy. Vỏ thùng nó vẫn còn đây này. Quang nhá. Đây ạ. Hàng nguyên đai nguyên kiện. Cái này về thì lau là nó sạch thôi, hoặc là lấy nước rửa cái nó sạch. Đấy. Còn ở trên này đây nó cũng toàn là những cái giấy mục thôi, mà toàn giấy mục thôi. Đấy. Đây em sẽ quay lại cái tem GCL cho các bác để các bác lắm đường nhé. Đây ạ. Đấy, mã M872H450 này. Đó GCL này. Đây thông số kỹ thuật thì nằm ở trên tem luôn các bác nhé. Đấy. Thì hôm qua em cũng quay qua rồi, thì đây thì những cái hộp kết nối này của nó cũng như là của hãng Long Di ấy, cũng đều là thể hiện của GCL hết các bác nhé. Đấy, ba hộp kết nối này, diode này cũng đều thể hiện của GCL hết. Đây lau qua là sạch mà. Thôi thì khách hàng các bác đã tin tưởng thì dù gì thì cũng phải tôn trọng các bác đúng không? Hàng hóa như nào thì phải nói luôn. Đấy, hàng hóa nó bẩn thì phải lau đi cái cho sạch sẽ để các bác nhận hàng các bác cũng sướng. Chứ hàng nhận nhìn nó nhem nha nhem nhem các bác nhìn cũng chán, mặc dù là hàng nó chưa sử dụng nhưng mà các bác nhận hàng thì nhìn thấy bẩn quá các bác cũng chán. Đây ạ. Đấy, lau cái là sạch ngay. Đấy, kể cả trên khung rồi này, lau nó sạch. Đấy. Bây giờ pin ở trên thị trường thì nó rất chi là cao các bác nhé. Nhưng mà nhà em nói chung là nó thật là như này. Nhà em ấy thì không bao giờ có cái kiểu gọi là chờ tăng giá hay là các thứ. Nhà em gọi nhập rẻ thì bán rẻ thôi, nhập đắt bán đắt, nhập đúng lô luôn. Lô nào bán rẻ, nhập được rẻ thì bán cực rẻ luôn. Đấy, còn lô nào nhập đắt thì bán đắt. Kể cả là ví dụ như cái pin 450 ở trên thị trường bây giờ nhá, như là những cái dòng nó thuộc top như này, mọi người đang giao bán tầm độ 6.400, 6.500 hoặc là 6.800. Đấy, nhưng mà nhà em vẫn bán 6.200. Đấy. Bởi vì là mình nhập được cái giá rẻ thì là bán rẻ thôi, chứ không có phải là bảo là thị trường khan hiếm pin rồi thì các dự án đang săn pin nhiều lắm các kiểu. Nhà em còn chin 450 nhá. Còn chin 4 à chin 440 hai mặt cứng. Đấy. Rồi thì đề hui 360 ạ.
Đề hui 360 thì cũng bán giá 6.200 nhé, pin đen đấy. Còn chin thì giá rẻ hơn, pin hai mặt cứng nhập rẻ thì bán rẻ. Nói chung là pin hai mặt cứng hiệu suất của nó tốt lắm. Nhà em bán từ năm 2020 bao nhiêu rồi mà có ai kêu ca đâu. Người ta lấy một lần rồi, lần sau người ta toàn lấy tiếp thôi, lấy nhiều lắm. Các bác xem được Facebook hay là Zalo của em ấy. Nhà em ngày nào để xuất hàng, hàng có thế nào thì người ta mới lấy nhiều như thế chứ. Tại vì là người mua bây giờ thông tin mạng nhiều, nguồn thông tin nhiều, mà đặc biệt là nhiều nguồn để người ta kiểm đếm, để người ta tìm hiểu đấy. Bởi vì bỏ đồng tiền ra, số tiền pin này nó là mặt hàng nó có giá trị, cho nên là các bác cũng phải tìm hiểu kỹ càng lắm các bác mới đặt mua, chứ có phải là cứ mua bừa mua bãi được đâu. Đó, cho nên nhà em bán chạy lắm, ngày nào nhà em chả bán. Các bác xem được video thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhá, và các bác like cho